các bạn thì công ty tư vấn du học Tân Đại Dương là đại diện tuyển sinh của rất nhiều trường đại học cao đẳng uy tín các nơi trên thế giới. Trong nhiều năm qua thì Tân Đại Dương đã từng bước khẳng định mình bằng các dịch vụ tư vấn tận tình chu đáo. Công ty đã để lại ấn tượng rất tốt và đã thực sự là một địa chỉ đáng tin cậy của nhiều bậc phụ huynh học sinh khi có nhu cầu đưa con em mình đi du học tại các trường quốc tế. Và đến với chương trình tư vấn du học Úc hôm nay thì Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn ngành thiết kế đồ họa tại trường Martin College. Thì trường Martin College được thành lập vào năm 1976, là trường đào tạo nghề lớn nhất tại Úc thuộc tập đoàn giáo dục Study Group. Trường có 4 cơ sở nằm tại trung tâm thành phố Sydney, Melbourne, Brisbane và Gosford. Với gần 30 năm kinh nghiệm, các chương trình của trường cao đẳng Martin đã được công nhận trên toàn nước Úc và trên thế giới. Học tập tại trường thì bạn có cơ hội chuyển tiếp vào 16 trường đại học liên thông như là Đại học Central Queensland, Đại học Griffith, Đại học Kỹ thuật Queensland, Đại học Charlotte, Đại học New England, Đại học Kỹ thuật Curtin, Đại học Bond và Đại học Catholic Australia. Thì lợi thế của trường là các bằng cấp của Martin thì được công nhận trong khuôn khổ bằng cấp của Úc và thế giới. Đến với Martin College thì bạn sẽ có thể lựa chọn học tại trường để định hướng con đường sự nghiệp cho mình, hoặc là học tiếp lên các trường đại học khác để có thể hoàn thiện hơn mục tiêu sau đó của mình. Và Martin College thì bố trí các lớp học với sĩ số rất nhỏ, nhỏ hơn hầu hết các trường đại học và cao đẳng khác, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thường xuyên tiếp xúc với các giáo viên. Thì Martin College đang ngày càng linh hoạt hóa điều kiện đầu vào nhằm giúp cho các em có thể là bớt những căng thẳng khi mà đặt chân đến trường. Trong quá trình học thì các khóa học sẽ được thiết kế nhằm đánh giá được kỹ năng, thực lực học tập của sinh viên. Trình độ của sinh viên không bao giờ được xem xét chỉ thông qua các kỳ thi. Thời gian nhập học thì linh hoạt, hầu hết tháng nào thì cũng có thể bắt đầu khóa học. Các chương trình cao đẳng và cao đẳng nâng cao của Martin thì có chi phí rất là hợp lý. Về chương trình và học phí tại trường thì bậc học có cao đẳng và chuyển tiếp lên đại học. Chuyên ngành đào tạo thì có kinh doanh, thiết kế đồ họa, tổ chức sự kiện, công nghệ thông tin, du lịch, quản lý và marketing. Và học phí tham khảo dành cho chương trình thiết kế đồ họa, thời gian học là trong vòng 53 tuần với mức học phí là khoảng 17.780 đô Úc. Thời gian nhập học và điều kiện đầu vào thì thời gian là tất cả các tháng trong năm. Điều kiện nhập học là yêu cầu IELTS 5.5, tốt nghiệp trung học phổ thông. Và mọi thắc mắc về trường cũng như là học phí, thủ tục du học như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083 848 4879, hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, để chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương hỗ trợ bạn.